Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước, được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại tăng nhẹ, đứng ở mức 2.659 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng, giao dịch ở mức 103,06 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng với tỷ lệ tăng mạnh là 3,48%, giao dịch ở mức 64.900 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,105% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 2,45%, đứng ở mức 73,7 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Các nhà đầu tư đang chờ đợi phát biểu từ các quan chức Fed trong tuần này để tìm thêm manh mối về các đợt cắt giảm lãi suất sắp tới, cùng với số liệu bán lẻ tại Mỹ. Báo cáo hôm 11 tháng 10 cho thấy giá sản xuất tại Mỹ không đổi trong tháng 9, củng cố quan điểm rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tháng tới. Hiện tại, giới giao dịch dự kiến có khoảng 89% Fed khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản và chỉ có 11% khả năng giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 11 tới. Bên cạnh đó, thị trường vàng chịu tác động từ những thông tin về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Theo Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâm Phật An trong cuộc họp báo hôm 12 tháng 10 đã nhắc lại các kế hoạch kích thích nhằm phục hồi nền kinh tế đang gặp khó khăn. Trong đó, chính phủ cam kết tăng đáng kể hỗ trợ cho người tiêu dùng và lĩnh vực bất động sản. Nhà phân tích Tham Quarter tại công ty môi giới KCMJ cho rằng cam kết kích thích tài khoá từ Trung Quốc là nhân tố có lợi cho nhu cầu vàng, song thì thị trường vẫn cần thêm nhiều biện pháp cụ thể hơn. Theo giới phân tích, trong tháng 9, giá vàng tăng tốc nhanh vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cắt giảm lãi suất kết hợp với căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Hai yếu tố này hiện tại vẫn còn nhưng đã có sự hạ nhiệt nhẹ. Fed đã đưa ra thông điệp sẽ cắt giảm lãi suất nhẹ nhàng hơn trong tháng 11 tới. Trong khi đó, thì các nỗ lực của cộng đồng quốc tế đã giúp cho tình hình tại Trung Đông không nóng lên. Đồng đô la Mỹ đang mạnh lên vì kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed, điều này đã cản trở bước tiến của vàng. Nếu các quan chức Fed tiếp tục có những phát biểu tạo cho thị trường nhiều sự nghi ngờ về những đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo, mức giá 2.600 đô la Mỹ trên một ounce của vàng còn bị thử thách, ông Tham Quarter, một chuyên gia phân tích của KCMJ đánh giá. Theo Goldfry, dù giá vàng vẫn chưa thể có sự tiến triển tốt, nhưng người mua vàng vẫn có lợi nhuận. Hiện tại, với những người mua vàng và nắm giữ vàng trong vòng một tháng qua, đang lãi đến 73 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương khoảng 2,2 triệu đồng trên một lượng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm tối nay, mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn vẫn tiếp tục duy trì trong xuống tăng. Cụ thể như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang mua vào mức 83 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 85 triệu đồng trên lượng. Tại tập đoàn Doji, công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG thì cũng duy trì ở mức giá này, cùng điều chỉnh tăng 500.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Còn đối với mặt hàng vàng nhẫn, giá nhẫn bố số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang mua vào ở mức 81,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 83,20 triệu đồng trên lượng. Mức giá này tăng 400.000 đồng trên lượng so với phiên cuối tuần vừa qua. Với giá nhẫn tại PNG cũng điều chỉnh tăng mạnh, hiện tại đang được mua vào ở mức 82,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 83,70 triệu đồng trên lượng, tăng 400.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên cuối tuần vừa qua. Nhẫn tròn bố số 9 Hương Thịnh Vượng tại Doji cũng tăng 400.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, mua vào mức 82,95 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 83,85 triệu đồng trên một lượng. Nhẫn tròn bố số 9 Phú Quý thì cũng tăng 400.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều, mua vào mức 82,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 83,85 triệu đồng trên một lượng. Chi tiết của bảng giá này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 24.630 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.020 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 20 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với giá đóng cửa cuối tuần vừa qua. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.250 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.350 đồng trên một đô la Mỹ. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 500 nghìn. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng, đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn thì cũng đang có mức giá này. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 500 nghìn, tăng 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 500 nghìn, tăng 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 500 nghìn, tăng 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 500 nghìn, tăng 50.000 ở chiều mua vào và bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 8 triệu 400 nghìn, bán ra 8 triệu 450 nghìn. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 500 nghìn. Ngân hàng TBank Gold mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 500 nghìn, cùng tăng 50.000 ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng không có thay đổi về giá sau khi mà điều chỉnh tăng 500.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Khi mà mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC miền Bắc, Hạ Long, Hải Phòng, miền Trung, Huế, Quảng Ngãi mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 500 nghìn. STC Nha Trang, Biên Hòa, miền Tây, Bạc Liêu, Long Xuyên, Cà Mau, Phan Rang mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 500 nghìn. Cuối cùng là giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại duy trì đã tăng mạnh và đang được niêm yết như sau. Nhận bột số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Mua vào 8 triệu 180 nghìn, bán ra 8 triệu 320 nghìn. Vàng 4 số 9 mua vào 8 triệu 170 nghìn, bán ra 8 triệu 290 nghìn. Vàng 24K mua vào 8 triệu 007,9 nghìn, bán ra 8 triệu 207,9 nghìn. Vàng 18K mua vào 5 triệu 983,1 nghìn, bán ra 6 triệu 233,1 nghìn. Vàng 16K mua vào 5 triệu 402,8 nghìn, bán ra 5 triệu 652,8 nghìn. Vàng 14K mua vào 4 triệu 598,6 nghìn, bán ra 4 triệu 848,6 nghìn. Vàng 10K mua vào 3 triệu 222,3 nghìn, bán ra 3 triệu 472,3 nghìn. Nhẫn tròn bộ số 9 Hương Thị Vượng tại Doji mua vào 8 triệu 295 nghìn, bán ra 8 triệu 385 nghìn, tăng 40.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và bán ra. Nhẫn tròn bộ số 9 Phú Quý mua vào 8 triệu 290 nghìn, bán ra 8 triệu 385 nghìn, tăng 40.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Nhẫn bột số 9 PNG mua vào 8 triệu 270 nghìn, bán ra 8 triệu 370 nghìn, tăng 40.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Nhẫn tròn trơn vàng dòng thăng long tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 8 triệu 293 nghìn, bán ra 8 triệu 383 nghìn, tăng 41.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.